tóm tắt nhanh tiểu sử Friedrich Engels. Friedrich Engels sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820 ở thành phố Bamen, tỉnh Rennes, Vương quốc Phổ, trong một gia đình chủ xưởng dệt. Cha ông là người rất sùng đạo, song trong công việc là người có nghị lực, tháo vát, về chính kiến là người bảo thủ. Mẹ Engels xuất thân từ môi trường trí thức, một phụ nữ nhạy cảm, đôn hậu, hoạt bát, đặc biệt thích hài hước và yêu văn học nghệ thuật. Ông ngoại Engels là nhà ngôn ngữ học cũng có ảnh hưởng lớn đến Engels. Engels có 8 anh chị em, các em trai của Engels đều đi theo con đường đã vạch sẵn của người cha, trở thành những chủ xưởng. Sống ở một trung tâm công nghiệp lớn ở tỉnh Rennes, ngay từ thời thơ ấu, Engels đã nhìn thấy bức tranh đa dạng sự bần cùng không lối thoát của người dân lao động. Từ nhỏ, Engels đã bộc lộ tính cách độc lập, những lời dạy bảo nghiêm khắc và những sự đe dọa trừng phạt của cha không thể làm ông đi đến chỗ phải phục tùng mù quáng. Cho đến năm 14 tuổi, Engels học tại thành phố Bamen. Tháng 10 năm 1834, Engels chuyển sang học ở trường trung học Ebbetfelde, một trường tốt nhất ở Phổ thời bấy giờ. Ngay khi còn học ở trường trung học, Engels đã căm thù chế độ chuyên chế và sự chuyên quyền của bọn còn lại. Những tâm trạng đối lập với chế độ chuyên chế Phổ đã góp phần thức tỉnh rất sớm ý thức chính trị ở Engels. Năm 1837, theo yêu cầu của bố, Engels buộc phải rời khỏi trường trung học khi chưa tốt nghiệp để bắt đầu công việc buôn bán ở văn phòng của bố. Công việc kinh doanh không mấy hấp dẫn Engels, song Engels có thể sử dụng được nhiều thời giờ rỗi vào việc tự học và nghiên cứu trong các lĩnh vực sử học, triết học, văn học, ngôn ngữ và thơ ca, những môn rất hấp dẫn đối với Engels. Tháng 6 năm 1838, theo yêu cầu của bố, Engels đến làm việc tại văn phòng thương mại lớn của một thương nhân ở thành phố cảng Bamen. Tại thành phố cảng lớn buôn bán với nhiều nơi trên thế giới, Engels đã mở rộng tầm hiểu biết về nền văn học và báo chí nước ngoài. Tác động của cuộc cách mạng dân chủ tư sản đã chín muồi ở Đức hồi bấy giờ đã thúc đẩy ở Engels hình thành các quan điểm dân chủ, cách mạng. Gần như trùng hợp, cuối năm 1939, 2 năm sau so với Karl Marx, Engels bắt tay vào nghiên cứu các tác phẩm của Hegel. Cái hấp dẫn của Hegel trong cuốn Triết học lịch sử đối với Engels là tư tưởng về vận động tiến lên của lịch sử loài người đến những hình thái cao hơn. Trong hoạt động chính luận của Engels, người ta thấy ảnh hưởng tư tưởng đó của Hegel. Song, ở Engels là quan điểm biện chứng đối với lịch sử loài người và các hiện tượng của đời sống xã hội là sự vận dụng những tư tưởng cơ bản của phép biện chứng của Hegel vào thực tiễn cuộc sống. Engels quyết định không trở thành thương gia như ý chí của bố để hiến thân cho một sự nghiệp khác cao cả hơn. Tháng 9 năm 1841, Engels đến Berlin và gia nhập binh đoàn pháo binh. Ở đây, Engels được huấn luyện quân sự và kiến thức thu lượm được trong những năm sau, ông rất cần đến nó. Thời gian này, ông vẫn lui tới trường Đại học Tổng hợp Berlin nghe các bài giảng triết học, tham gia hội thảo về lịch sử tôn giáo. Những bước đi đầu tiên của Engels đến với chủ nghĩa duy vật thể hiện ở chỗ Engels đã phát triển và bảo vệ tư tưởng về sự thống nhất của thế giới, tư tưởng về sự tất yếu nội tại và tính quy luật. Mùa xuân năm 1842, Engels bắt đầu cộng tác với tờ Nhật báo Tỉnh Danh. Phái Hegel trẻ tích cực tham gia tờ báo này, song từ tháng 10 năm 1842, khi Karl Marx lãnh đạo ban biên tập, thì tờ báo này ngày càng mang tính chất dân chủ cách mạng triệt để. Trong những bài báo in năm 1842, trên tờ Nhật báo Tỉnh Danh cùng với Marx, Engels đã lên tiếng phản kháng chế độ kiểm duyệt của chính phủ Vương quốc Phổ, trật tự phong kiến ở Đức. Ngày 8 tháng 10 năm 1842, Engels mãn hạn phục vụ trong quân đội. Từ Berlin, ông trở về thành phố quê hương Bamen. Một tháng sau, Engels lên đường sang nước Anh thực tập buôn bán tại nhà máy kéo sợi bông thuộc công ty mà bố ông là đồng chủ nhân. Trên đường sang Anh, Engels ghé thăm trụ sở tờ Nhật báo Tỉnh Danh ở Köln và lần đầu tiên Engels có cuộc gặp gỡ với Karl Marx, tổng biên tập tờ báo. Sang nước Anh, Engels lưu lại 2 năm. Thời gian đó là trường học tuyệt vời giúp Engels trở thành nhà xã hội chủ nghĩa. Bài báo Tình cảnh của giai cấp công nhân ở Anh năm 1842 cùng với những bài báo khác của Engels viết ra năm đó đã phân tích rõ sự phân chia xã hội thành 3 giai cấp cơ bản. Giai cấp quý tộc chiếm hữu ruộng đất, giai cấp tư sản công nghiệp và giai cấp vô sản. Engels nhận định không thể xóa bỏ được mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Ông đi đến kết luận đằng sau cuộc đấu tranh của các đảng phái ẩn giấu cuộc đấu tranh của các giai cấp.
Thời gian này, Engel chưa hoàn toàn đoạn tuyệt với quan điểm của phái Hegel trẻ. Tuy nhiên, thời gian sống ở Anh đã có ý nghĩa quyết định đối với Engel trong việc dứt khoát từ bỏ những quan điểm duy tâm để trở thành nhà duy vật. Engel tham gia viết báo cho tờ tạp chí Nghiên giám pháp Đức, ra đời vào tháng 2 năm 1844. Các bài báo của Engel đăng trên tạp chí này là những bài báo đầu tiên đề cập đến việc áp dụng phương pháp biện chứng và việc phân tích các quan hệ kinh tế của xã hội tư sản, xem xét các hiện tượng kinh tế trong mối quan hệ qua lại và trong sự phát triển. Engel đã chỉ ra sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, coi đó là cơ sở của sự phát triển. Tác phẩm Những phác thảo phê phán môn kinh tế chính trị học của Engel có giá trị to lớn ở chỗ ông đã chỉ rõ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa là cơ sở của toàn bộ sinh hoạt vật chất và tinh thần của xã hội tư sản. Tháng 8 năm 1844, trên đường về Tổ quốc, Engel ghé lại Paris gặp các Marx, từ đó bắt đầu sự cộng tác chặt chẽ giữa hai người. Tháng 2 năm 1845, cuốn sách Gia đình Thánh của Marx và Engel ra đời đã phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa duy tâm chủ quan của phái Hegel trẻ, mà thực chất là phê phán toàn bộ chủ nghĩa duy tâm và phương pháp của nó. Đồng thời, nêu lên luận điểm hết sức quan trọng về vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong lịch sử. Hai ông cũng hợp sức viết công trình nổi tiếng Hệ tư tưởng Đức năm 1845 đến năm 1846, phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa duy tâm của Hegel và phái Hegel trẻ, đồng thời phê phán chủ nghĩa duy vật không nhất quán của Ludwig Feuerbach, nêu ra những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Tiếp sau đó, Đại hội 2 Liên đoàn Những người Cộng sản đã ủy nhiệm Marx và Engel cùng viết tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Hai ông đã lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm thế giới quan của Đảng Cộng sản. Năm 1848, ở nước Pháp, Marx và Engel đã ra sức củng cố những mối liên hệ với các hoạt động phong trào dân chủ và cộng sản ở Pháp. Những năm tháng sống ở Paris, Engel quan tâm nhiều đến hoạt động Ban chấp hành Trung ương Liên đoàn Những người Cộng sản và trở thành ủy viên của ban lãnh đạo và là một trong những người lãnh đạo câu lạc bộ công nhân Đức do Ban chấp hành Trung ương Liên đoàn Những người Cộng sản sáng lập. Tháng 3 năm 1848, cùng với Marx, Engel đã thảo ra những yêu sách của Đảng Cộng sản Đức được Ban chấp hành Trung ương Liên đoàn Những người Cộng sản thông qua như là văn kiện có tính chất cương lĩnh cho hành động của giai cấp vô sản Đức. Tháng 4 năm 1848, cùng với Marx, Engel trở về Đức tham gia trực tiếp vào cuộc cách mạng Đức. Ngày 20 tháng 5 năm 1848, Engel đến Köln cùng Marx chuẩn bị xuất bản tờ báo mới tỉnh danh mà hai ông là linh hồn của tờ báo. Cuối tháng 8 năm 1848, khi Marx đi Berlin, Đức và Viên, Áo để quyên tiền cho việc tiếp tục xuất bản tờ báo, Engel thay thế cương vị tổng biên tập của Marx, đứng mũi chịu sào trước những quy bức không ngừng của Vương quốc Phổ. Ông đã thể hiện một nghị lực phi thường và tài năng tổ chức của một lãnh tụ cách mạng. Ngoài ra, Engel còn tích cực tham gia vào phong trào quần chúng rộng lớn, đòi thành lập Ủy ban An ninh bảo vệ quyền lợi của tầng lớp nhân dân bị pháp luật Phổ tước bỏ quyền đại diện ở Quốc hội. Tháng 10 năm 1848, Engel vội vã rời Bamen lên đường đi Bỉ để tránh lệnh truy nã của chính quyền Phổ. Nhà đường cục Bỉ không cho Engel cư trú chính trị và ngày 5 tháng 10 năm 1848, Engel đến Paris lưu lại ít ngày, sau đó đi Thụy Sĩ tham gia Đại hội các Liên đoàn Công nhân Đức. Engel được bầu vào Ủy ban Trung ương của tổ chức này. Tháng Giêng năm 1849, khi không còn nguy cơ bị bắt ở Đức nữa, Engel trở về Köln tiếp tục hoạt động cách mạng. Trên tờ báo mới tỉnh danh, Engel đánh giá cao chiến thuật quân sự của quân đội cách mạng Horry. Họ biết dùng chiến tranh du kích để đánh bật kẻ địch ra khỏi vị trí của chúng. Nhận định của Engel chứng tỏ ông còn là một nhà lý luận và nhà chiến lược quân sự. Khi cuộc đấu tranh bùng nổ ở Tây và Nam nước Đức tháng 5 năm 1849, Engel đã vạch ra một kế hoạch hoạt động quân sự. Trong đó, ông đã đề ra kế hoạch nghi binh thu hút đại bộ phận quân Phổ để có thời gian thành lập quân đội cách mạng ở hữu ngạn ở sông Rành, đồng thời với việc tổ chức các cuộc khởi nghĩa và những trận đánh ở chiến lũy các thành phố nhỏ nằm bên tả ngạn. Nhờ thế mà cuộc khởi nghĩa được triển khai ra khắp nước. Ngày 10 tháng 5 năm 1849, Engel đến Elberfeld và được bổ sung vào ban quân sự trực tiếp lãnh đạo việc xây dựng công sự, trông coi tất cả các chiến lũy trong thành phố, đồng thời kiêm nhiệm phụ trách pháo binh. Sau cuộc khởi nghĩa ở Tây Nam nước Đức, Engel đưa ra một kế hoạch đã suy nghĩ kỹ để triển khai cuộc đấu tranh cách mạng và dấy lên thành phong trào toàn nước Đức. Trong thời kỳ này, bản thân Engel trực tiếp tham gia 4 trận đánh lớn, trong đó có trận Rastatt, một trận có ý nghĩa đặc biệt to lớn. Vì vậy mà sau đó, Engel đã viết trước tác luận văn quân sự nổi tiếng. Trước tác này đã nói lên khả năng thiên tài quân sự của ông.
Tháng 11 năm 1849, Engel đến London của nước Anh và được bổ sung ngay vào Ban chấp hành Trung ương Liên đoàn những người Cộng sản mà các Marx đã cải tổ sau khi đến đây. Engel sống ở London một năm, trong thời gian đó ông đã viết các tác phẩm cách mạng và phản cách mạng ở Đức, cuộc chiến tranh nông dân ở Đức. Tháng 11 năm 1850, Engel buộc phải chuyển đến Manchester, Anh và lại bắt đầu làm việc ở văn phòng thương mại. Engel đặc biệt chú ý nghiên cứu các môn khoa học tự nhiên, môn quân sự, chính sách quốc tế. Cùng với các Marx, Engel tham gia lãnh đạo quốc tế 1. Tháng 9 năm 1870, Engel quay trở lại London và được đưa vào Tổng hội đồng của quốc tế 1. Ở đó, Engel kiên trì đấu tranh chống lại quan điểm cơ hội của phái Bakunin, Proudhon, Lhasa. Năm 1872, Engel tham gia vào việc tổ chức chiến dịch bảo vệ công xã Paris. Trong thời gian này, Engel viết một số tác phẩm có giá trị lý luận, đặc biệt là cuốn Chống Düring năm 1878, góp phần to lớn cho việc hoàn thiện lý luận của chủ nghĩa Marx. Sau khi các Marx qua đời năm 1883, Engel là người lãnh đạo tổ chức những người theo chủ nghĩa xã hội ở châu Âu, hoàn thiện bản thảo và chuẩn bị cho in tập 2 và 3 của bộ tư bản mà Marx chưa kịp hoàn thành. Engel viết nhiều tác phẩm nổi tiếng vào những năm cuối đời, Nguồn gốc gia đình, Chế độ tư hữu và nhà nước năm 1884, Ludwig Feuerbach và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức năm 1866, Biện chứng tự nhiên, Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức năm 1894. Những tác phẩm này của Engel ngoài ý nghĩa tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản khoa học còn có ý nghĩa về mặt giá trị lý luận và thực tiễn cao, đồng thời làm phong phú thêm chủ nghĩa Marx. Friedrich Engel mất ngày 5 tháng 8 năm 1895 tại làng Joking gần thủ đô London. Thi hài ông sau đó được hỏa táng và thủy táng xuống biển. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!